Ở dưới có nhiều lắm anh thấy. Like when you squat down there's even more too. It's okay. Năm nay cái raspberry nó lúc đầu nó nhỏ xíu à, cái nó spurt up. And like kind of overgrown. Take Mama, over. Them the other side. No, just hái cái bên đây đi. Hái bên đây còn nhiều lắm. There's still a lot more. There's some in the front. There, you're that big one there. Bước vô thêm một bước nữa cũng được anh thấy. Con có dưới quần jean mà, it's okay. Giờ zoom ra nè, có mấy cái cây nè. Nó che hết, Yến Thi thấy được cái nón xanh của nó thôi mà. Giờ nó đi mất tiêu luôn. Raspberry nè, rồi pumpkin nè. Mẹ không thấy được, mẹ không thấy được. Đợi, mommy phải zoom in nè. Bự hả? Bự hả? Nhưng mà nó chưa đỏ lắm, nó chưa đen lắm rồi Yến Thi. No, this is a really good bread. Okay. Ở vườn năm nay trồng nhiều. Ờ con hái đi, mẹ quay phim chút cho bà coi thôi à. Cái vườn lúc trước là lúc mà trồng thì tại thấy toàn đất không à, lúc mà trời nó vẫn còn hơi lạnh, hơi se lạnh. Bây giờ là nhìn chỗ nào cho nấy cũng là rau xanh mát mắt. Còn mấy cây nho thì đã bắt đầu có mấy trái tí hon rồi, nhỏ xíu à, mấy trái tí hon à. Năm nay con cắt nó ngắn bớt để cho anh coi cái trái nó có... Nè con cắt nè. Con cắt thay vì nó dài như vậy, con cắt ngắn lại để cho nó có ra trái bự hơn hay không. Tại năm ngoái lọc chê là trái nhỏ xíu, năm nay con tỉa. Nhưng mà để coi coi nó có trái không nhiều hay không. Bây giờ nó ra mấy trái baby không à. Để coi năm nay thế nào. Mấy cái cây mà ươm từ Mr. Tom mà nó ngọt thiệt ngọt, cái loại mà ngọt thì không thấy nó lên nhiều. Có mấy cây này đây ha, cái hai cây này của Mr. Tom. Gì có? Ồ, cái đó mới là đen nè, để đợi đợi mommy zoom in nè cho bà coi. Đó, đen thui vậy đó, đúng rồi, that's right. Năm nay là cứ ăn từ từ. Cái nào chín thì ăn cái đó, còn cái cây fig thì... Cái cây fig thì cũng ok, it's ok. Cái fig nó lớn hơn tại vì mới move nó. Mới move nó cho nên năm nay là chắc là không có trái bự. Nhưng mà thấy nó có ra mấy trái tí hon. Này cây ớt Việt Nam nè. Giờ mới chỗ bông thôi nhưng mà không thấy nó đậu trái nha. Này bơ ớt Việt Nam mới ra bông. Cây nhỏ lắm không biết sao con trồng năm nay cũng giống như năm ngoái mà không thấy nó ra nhiều. Cây này là cây rau dền. Có được một cây à cho nên không dám ăn, cứ để lấy hộp chứ không dám ăn gì nhiều. Này là zucchini, một cây, hai cây, ba cây zucchini thôi đó mà cả đống trái. Lúc mà về là có cả mười mấy trái đem hàng xóm, đem chị Diễm, chị Châu, Quang đồ mỗi người hai ba trái. Còn đây là cây su su. Bây giờ nó lên được ngày năm ngoái. Lúc đầu hả mấy cả tháng trời nó chỉ nhỏ xíu cầu dưới đây không à. Giờ nó lên được bằng con à. Bằng con. Nó chưa lên được cái vàng sắp à. Chỉ có đúng cái này là sắp lên được cái vàng. Còn đây là cây fig của nhà con. Tú ở trong có một cây trái. Rồi Tú trong có một cây trái. Ok baby. Nè. Nó, cho bà ngoại coi cái con hái được nha. Nó không thấy gì hết, con mà con đứng hơi gần nè. Yeah. Nhìn mẹ một chút nữa không em thấy. Cười nè. Hey. Make sure I don't burst them. Nó mềm. No, these raspberries are soft. Tại nó đường nó phơi nắng nè, và vẫn còn nhiều raspberry lắm anh thấy. Look, in the back. I know, but they're not dark enough to be picked. Oh.
Ờ, để ngày mai hái nữa. Nào cười đi, cười mẹ cái này. To the ball, yeah, perfect. Blueberries are next. Blueberry? À, nó dài lắm, cây raspberry nó mọc như quý nha, nó rớt nha. Ấy là năm ngoái tỉa rồi đó. Ồ, cái cây đó hả? Rồi, cái vườn nhà con vậy thôi đó. Bây giờ cái su su cũng là nằm mà hên là nó không chết. Hên là nó không chết, chôm banana nè, eggs nè. Cây sung thì lọc dời cái khúc này. Hôm bữa có cái cây mà cho cái cây bông mà cho con bướm bướm hút á. Ồ, đi theo con hả? Ờ, à, vậy thôi, cái ghế đó, Yển Thi nó ngồi nó bớt nó lụm luôn, nó rớt rồi. Còn nhiều trái lắm, nè, chỉ là chưa đủ thôi, có nhiều trái vẫn còn xanh. Trái thì vẫn hường hường. Ok, ok, mommy comment, coi con có sót chỗ nào không? Comment nhìn thấy nhiều lắm nè. Nè, đó. Chỉ là chưa được ripe thôi. Ơ, trái này được không vậy? Đợi nó ripe thì mới hái thôi. Được mà, kéo nó ra là được rồi nên nè. Con đâu có tưới mặn đâu. Ê nè, mẹ đi theo con đợi đi. Rồi thôi, cái này ngày mai hái tiếp. Từ từ, còn cái này xanh thì không hái thôi. Nhiều lắm. Mấy trái bí con cũng ra rồi nên là bà ngoại. Đây ông ngoại coi nè, mấy bí con. Ok, bye bye. Update from our garden. Cái vườn, cái vàng leo của cái nho nè, nó lọc muốn làm cho nó xuống rồi chưa. Bây giờ nó chỉa quá, không có cục nữa. Để nó dài ra mấy cục nó xuống. Là xong, là cái vàng của lọc là xong rồi đó. Là thành cái nhà nhỏ. Vậy thôi. Ok, bye bye. Rồi, đây là cây blueberry ở nhà. Hái được như này ạ. Cho mấy con lại nè, nhanh quá, con move nhanh quá. Có một cây blueberry thôi mà năm nay lọc cho quá trời phân luôn. Phân cúc nè, đóng phân cúc vô đó, năm nay nó ra trái bự lắm. Cũng được như tiệm thôi nè, không bự bằng ngón tay nhưng mà cũng được tương đối bự. Cái này cũng không bự, hôm bữa lần đợt đầu thì bự lắm luôn á. Đợt đầu bự phải không? Lọc mới cắt cỏ nè, lúc mà tụi con đi California về là cái cỏ nổi bông đẹp, thật đẹp luôn, bao nhiêu mấy con gì nó lên. Họ cho mẹ coi cây này, cây cây khế nè. Hôm bữa ăn khế, để mấy hột ra cho nó mọc. Đấy, lọc tưới thêm nước cho nó uống nước của con rồi. Tưới nước cho cây này. Nó không có tưới nước nhiều với cây khế. Cây khế nó không cần nhiều nước này nè. Rồi. Cây blueberry mà một cây vậy mà cho mỗi buổi sáng ăn hái cũng nhiều lắm rồi, còn được mấy trái con nói để nó đỏ đen thật đen mới hái thôi. Mà hôm bữa nó nhiều lắm, chung như nè, a lot. Rồi nè. Đứng lên bà coi nè, last con vừa ăn vừa hái nè, cười smile. Thank you anh Thi. Là mới cắt cỏ, không thấy bông nữa rồi. Mama, the roses cũng tàn, lúc mình về là roses nó tàn hết rồi. No, they're only a little bit though. Mấy cây tía tô nó mọc lại, than hồ ăn. Ấy là tụi con cắt được một đợt rồi đó. No, em cho em ngủ đi, Yến Thi. Let's go back to the back. Còn cây bông, the lila thì mới lên một cái nụ. No, không có tưới nước bây giờ. Bây giờ trời nắng, không có tưới. Đợi Delilah lên mấy cái nụ thôi. Còn cái bông vàng của Thảo Vi Flower là cũng tàn hết rồi. Chuẩn bị cắt rồi. Nó có nhiều hột lắm nè. Mommy cần hột không? Ừ? Có ai cần hột cái loại bông này không? Bông này là nó come back every year and it's beautiful. Màu vàng, màu cam. Hai anh thấy ha? So, nếu mà có người muốn xin thì nói, xin nó khô rồi đây nè. Cái gì pop cái này con gửi qua thôi nè. Còn đây là cái rose bushes tàn rồi, con chưa có trim đó. Đợi coi mấy cái này đẹp nè. Ồ, cái này đẹp nè, thấy cái này nó đang nở nè. Có cái nó cất vô không? Cắt vô không? Rồi, đẹp lắm.
Còn mấy kia tàn rồi, sẽ trim nó rồi. Trim nó cho nó nở nữa. You want hái xong for bath không? Lát nữa we can hái xong for bath. Mấy cái bông này is really good for bath hả Hiển Thi? Thường thường tụi con hái bông này làm bát hoặc là hơi uống trà cũng được. Cái bông này very useful. Cái bông đó nó mới nở. Cái đó có thể làm trà mấy cái bông nhỏ nhỏ này nè. Để nó hơi lớn lớn chút giống như vậy này Hiển Thi thì có thể làm trà, ok? Làm trà uống, giống như trong cái phim của cái cô mà mình coi đó, cái nhỏ nhỏ này nó hơi hé hé vậy nè. Còn trà uống, còn mấy bông này nở thì cho đi tắm. Cái đó nở hơi nhiều, bởi vì but mommy definitely have to take care of the roses next. Về nhà nhiều việc làm. This is the darkest berry in here. This is the darkest blueberry in there. It's okay. Mom. Đáng con. Let me. Ngọt lắm. Blueberry nhà mình trồng mà. Dĩ nhiên là ngon rồi. Yesterday was good too. I'm glad I was paying. Nó ngọt mà nó không có nhiều. Không có nhiều nước tại vì tụi con có không tưới nước nhiều. Nó có tưới nước. Con có tưới nước hả? I tưới nước yesterday and the day before that. Thôi vô nhà nha, để cây khế đây, cầu mong cây khế nó không bé kịp. Cây khế nhỏ xíu của tụi con đây. Chung quanh là cái hột mồng tơi, con bỏ hột mồng tơi. Mà nó lâu lên quá, hột mồng tơi lâu lên lắm. Nhưng giờ nó lên rồi, còn này là cây khế. Không biết có khế hay không, nhưng mà chồng thấy vui, đứa nó lên được cái cây. Nhưng mà con phải nói lọc stop, tưới so much. Uống nước của con hết. Thôi vô nhà Hiển Thi ơi. Vô nhà nha. Rồi đây là vườn artichoke. Con để lại mấy cái cho nó ra bông, cho nó đẹp. Nè, đẹp lắm nè. Con để mấy cái thôi, không có để nhiều. Bên đây thì mấy cái này nhỏ mới muốn hái xong. Còn cái này là con để bông, để mấy mốt nó nở bông. Hiển Thi đang cầm mấy cái bông nè. Cái bông loại này thì không đẹp bằng cái bông loại kia. Tại nó không giống bông sen. Cái bông này thì giống như bông hồng hơn, phải không? Cái loại này nó búp tròn nè. Còn cái loại hồi nãy thì nó lại giống như búp sen. Nhìn đẹp hơn, nên con để lại. Peas thì xong rồi đó, nắng quá rồi. Peas thì là kaput rồi đó. Xong, mùa peas xong rồi. Mấy cái hột này để khô năm sau lấy giống trồng thôi, chứ không có gì hết. Rồi cây artichoke thì con cũng sẽ cắt xuống. Đợi cho xong nó nở bông hết đi, rồi sẽ cắt xuống cho nó thấp xuống. Thì nó sẽ có cây con cho năm sau thôi. Rồi, that's it. Còn mấy này để cho nó ra bông, tại nó đẹp. Cho bông để cho nó đẹp, mai mốt chụp hình rồi. Chỉ ngắm thôi, đi qua đi lại ngắm bông. Để mấy cái ngắm bông. Tại nó có màu tím tím cho nên con cũng không muốn hái. Mấy cây mà có tím tím con để, tại con thấy nó lạ, thay vì màu xanh. Mấy trái bình thường thì nó màu xanh như vậy nè. Màu xanh, nhưng mà chỉ có vài cái thì nó màu purple. Tự nhiên cái cây có loại này nó tự nhiên cái cây chính giữa là có chút purple. Cái con để luôn. Cái này là nhiều purple nhất. Thì con để nó yên nguyên vậy, không có làm gì nó hết. Để cho nó ra bông. Rồi, mai mốt chụp hình sau nha. Ok, bye bye mama.